Wow. Ôi. Sáng ngày ra bị rảnh tay à? Sau này mà tôi bị lên cơn tăng sông đau tim, tất cả là tại các người đấy. Bắt đầu làm lố ấy. Mà sáng ra mà làm gì lấm la lấm lét thế? Nhìn cái phong cách này chắc chắn là đang ủ mưu chơi khăm anh em mình đây. Khai ra mau. Ai mà thèm chơi khăm các người. Em đang bận xem phong thủy. Bắt đầu tỏ ra nguy hiểm em ạ. Đúng là phù thủy nào hơi tí phong thủy. Chắc dạo này không có Minh tay to qua đây nên bắt đầu giở trò gì. Bỏ qua cái đấy đi. Tôi đã có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Vấn đề gì? Xem đi. Ôi, lịch vạn niên này. Này này, đừng bảo là đã xem ngày cưới rồi nhá. Nói trước luôn, riêng tiền mừng ấy, anh nợ đấy. Ôi, thì chúng ta lại có một đám cưới về. Tôi mệt quá, sáng ra nói chuyện với mấy người óc cờ hả? Đau đầu quá. Nói chung là em có một cái điều muốn thông báo, muốn gửi gắm nhưng mà mọi người không nghe thì thôi. Nếu mà có mệnh hệ dị thì ráng chịu nhá. Ê, lạy cô, chú biết thiên cơ ấy, thì có gì cô nói cho bọn con, để bọn con có biết đường mà né tránh ạ. Cô ơi, cô có ăn gì bọn con cúng ạ? Đêm qua, ta đã có một giấc mơ. Ta mơ ta bị chết đuối. Và sáng ngày xa, ta tra lịch Tây ấy. Hôm nay là một ngày rất đen, một ngày đại kỵ đen đủi. Ôi thế á? Em cứ tưởng chuyện gì. Này, không những là lịch Tây, mà theo lịch Tàu, lịch ta, cả lịch Maya, thì là một ngày cực kỳ đen đủi. Ôi giời, ai tin chứ em chả tin. Này bà ơi, hôm nay tôi ra đường thấy nắng đẹp lắm, chim chóc hót véo von, xấu cái gì? À có xấu, mặt bà xấu. Tôi nói ấy, là có sách mách có chứng. Đấy á. Theo chiêm tinh học thì hôm nay là ngày sao hỏa, phong tỏa sao kim. Lim dim, dìm hàng sao thủy. Sao thủy, hủy hoại sao mộc. Mà sao mộc thì lại sập thẳng vào sao thổ. Cô nói cái gì đấy? Em chả hiểu gì cả. Tóm lại là như nào? Tóm lại hôm nay là một ngày xấu, cực kỳ xấu, đại kỵ xấu. Nên là hôm nay chúng ta không cần làm gì cả, chỉ ngồi im để cho một ngày mới nắng lên. Em giang tay chào đón. Ok, anh hiểu rồi. Tóm lại là cô lười làm việc. Thế mà nghĩ ra một đống lý lẽ luyên toa luyên thuyên để mà viện cái cớ đấy để mà không phải làm việc à? Nói luôn cho cô biết nhá, nếu mà cô không làm việc ấy, tôi sẽ trừ lương rõ chưa? Tôi chết rồi. Thế sao lại có đội công an giao thông nào để gửi mail phạt nguội là như nào đấy? Ui, đại ca đến rồi à? Ủa? Chuẩn biển số đại ca luôn. Sáng nay vượt đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Cử. Em tưởng đại ca như nào? Anh lấy chưa? Thế đã tin phù thủy chưa? Ôi, đương nhiên là anh tin em rồi. Hôm nay không có làm việc gì hết, ngày mai giải quyết nhá. Vâng. Chắc rồi nha. Tạm biệt chim én bay, tạm biệt. Này, ai lôi cái bàn ra đấy đây? Cái bàn trước giờ nó vẫn ở đấy mà. Đại ca thấy chưa? Như nào? Tin chưa? Anh hơi tin rồi. Ui giời, ai tin chứ còn em vẫn không tin. Bởi vì ngày hôm nay với em vẫn là ngày nắng chói chang, chim hót véo von và con chim non trên cành cao. Hót liu lo. Và như thế thì em phải đi chụp ảnh cho khách hàng. Bye bye đại ca, em đi đây. Anh, em có hẹn thanh lý quán nét, em đi. Bọn này đúng là điếc không sợ súng. Nhưng mà anh vẫn phải ra đường cô ạ. Hôm nay khách hàng gọi đến để chuyển tiền tạm ứng. Vì tiền, anh vẫn phải xông ra đường thôi. Đại ca! Đại ca ơi! Anh đi cẩn thận. Nhớ bảo trọng nhé. Anh có muốn nhắn nhủ gì với gia đình ý, thì ở dưới suối vàng anh nhắn tin cho em biết. Này, mấy người tập kịch để diễn cái gì đấy, cho diễn thôi. Đi đây. Đi hết à? Đau chứ. Xe đã sạc đầy pin.
ắc quy vừa mới thay. Đồ bảo hộ. Mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Được rồi. Quyết ta sẽ lao ra để đương đầu với thử thách. Quyết tâm mang tiền về đầy túi. Ok, ví của ai rơi ấy nhỉ? Ví của ai ấy nhỉ? Ôi, thế lại không ai nhận à? Không ai nhận thì mình cầm nhá. Chả có tiền gì cả. À, ví đây rồi. Anh ơi, thằng này lấy ví em. À, ví. Ơ, tiền trong này đâu hết rồi. Em cũng biết đâu, em vừa nhận được xong mà. Mày ăn chối à? Anh ơi, anh bị ai tặng cái gì vào mồm, xong mồm anh không chịu được nhiệt, xong anh toác mồm ra đúng không? Dồi, bà mang tiếng làm với đại ca lâu hơn mà chả hiểu đại ca cả. Đại ca ấy, ý là nói là nhà đại ca mới trồng cây khế. À đấy, trồng cây khế nhưng mà lại không ăn được khế vì đau mồm. Tất cả cũng chỉ tại bà thôi. Mồm thối. Sao lại tại tôi? Do mày là ngày đen đủ chứ mày do mồm tôi thôi. Rồi làm ơn mà lại mắc oan rồi ơi. Bà cứ nói thế thì bố ai mà dám ra đường. Sao người yêu cũ lại gọi cho mày? Alo, em đừng gọi cho anh nữa, em đã có gia đình rồi cơ mà. Hả? Điện nước phập phù, chồng em đi vắng, chưa có ai sửa. Đợi anh tí con sửa liền. Điện nước lại phập phù, lại phải đi sửa bà. Thôi, đại ca, cố gắng mau khỏe nhá. Em đi sửa nước đây. Ôi, rơi rồi, nào để mắc lại. Khổ quá. Sao lại toát cả mồm ra thế này? Tôi không đi rồi, đừng có cố nữa. Anh đẩy mạnh nữa vào. Ôi, anh lắp cái ống xong chưa? Nhanh lên, em sắp không giữ nữa rồi đây này. Nhanh lên anh. Đây, anh sắp vào đây. À, chuẩn đau em. Anh xin lỗi. Nhưng mà... Xong chưa anh? Xong rồi. Cuối cùng cũng vào rồi. Cảm ơn anh quá. Anh nhận là cái ống này nó lòng hoàng thật dậy. Vâng. Nhưng mà anh vào. Cảm ơn anh quá. Chồng em đi công tác cuối tuần mới về. Không có anh á, em chẳng biết phải làm thế nào cả ấy. Anh với em thì ơn huệ gì. Em lúc nào cần ý, thì anh giúp được gì sẽ giúp. Thế nhân tiện, anh sửa luôn giúp em cái bồn cầu cho nhà vệ sinh với nhá. Lại còn cái bồn cầu nữa. Thế còn phần thưởng của anh đâu? Gớm nữa anh này. Thì cứ sửa nốt giúp người ta đi, rồi người ta thưởng cả thể. Mỗi cái bồn cầu thôi mà. Được rồi, nhưng mà nhớ phải thưởng đấy. Rồi, ra hộ em nhá. Mà có chắc là còn mỗi cái bồn cầu không? Còn mỗi cái bồn cầu thôi, tôi giúp đỡ em đi nhé. Mày thế, đỡ tốn tiền gọi thợ. Không cần phải gọi thợ. Anh bảo đi công tác, cuối tuần mới về cơ mà. Cuối tuần về, không nói thế thì bắt quả ta vụ này đấy à? Ôi, anh hiểu nhầm rồi, em chỉ nhớ anh ấy đến sửa cái ống nước thôi. Sao anh lại... Nãy mệt quá, anh tắm cho mát. Đây là chồng em à? Rồi. Anh ơi đừng. Mày khốn này. Nóng ruột thế nhở. Chắc chắn giấc mơ đêm qua của mình là một điểm báo. Mà cái điểm báo này ý, là sẽ dẫn đến một sự việc liên quan đến nước. Được rồi. Tránh sàn nước là được. Ok, fine. Check Facebook cái. Vừa có người chết đuối á. Cái gì? Lại còn sống thần á. Thật là đáng sợ. Rồi anh ơi, anh cho lên đây hộ em ạ.
20 màn này, 20 bộ máy tính, còn 20 phím. Miễn phí luôn. 4 tay cầm. Rồi, ok. Ok, ok. Anh ơi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, xong rồi nhá. Dạ vâng, thôi anh đi luôn cho kịp giờ ạ. Anh đi nhá. Dạ vâng, vâng, em chào anh. Ôi ôi. Thế là đủ rồi. Thế bà Thảo Mai bảo cái gì? Hôm nay là một ngày đen đủi. Đen đủi gì, chả thấy đen đủi gì cả. Cuối cùng đã thanh lý xong quán hết. Vâng, chào anh nhá. Đã thanh toán tiền đâu? Anh ơi. Cô ơi, tôi có một việc muốn trình báo. Vâng, chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh ạ? Cô ơi, tôi bị lừa tiền rồi. Chuyện là như thế này quá. Anh cho tôi biết họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, hộ khẩu thường trú và nơi công tác làm việc của anh hiện tại. Vâng. Cô ơi, tên tôi là... mà thôi, tôi mà trình bày tên bây giờ nó chạy mất đấy. Chuyện là như thế này, tôi vừa thanh lý quán lại xong, thế mà bây giờ... Anh Dũng ạ, cảm ơn anh đã đến đây trình báo sự việc. Tuy nhiên, vụ việc của anh có dấu hiệu lừa đảo nên anh phải sang trình báo với bên hình sự. Hình sự á? Sao cô không nói điều này ngay từ đầu? Thế phòng hình sự ở đâu ạ? Anh đi ra cửa, rẽ bên tay trái, đi khoảng 2 mét nữa rồi rẽ bên tay trái. Rồi sau đó anh sẽ nhìn thấy phòng hình sự ở bên tay trái. Vâng, tôi đi luôn. Trái, à chụp trái thật. Rẽ, rẽ. Sao vậy? Hả? Đúng đội hình sự mà. Sao mấy cái phòng ở đây giống nhau lắm nhỉ? Chuẩn một người. Chào anh. Anh có việc gì ạ? Chị ơi, tôi là... Chị nhìn trông quen lắm này. Chị mới đội thêm mũ đúng không? Đề nghị anh nghiêm túc. Xin anh cho biết họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, hộ khẩu thường trú, nơi làm việc và địa chỉ công tác. Để em trình bày luôn. Lần này anh đến đây có việc gì ạ? Ôi chị ơi, em vừa bị lừa tiền thế này. Em nói thật với chị nhá. Anh Dũng ạ, cảm ơn anh đã đến đây trình báo sự việc. Tuy nhiên ở đây là hành vi mua bán với sự xuất hiện của một người đàn ông đeo kính đen, nên tôi nghĩ anh phải sang bên dân sự để trình báo. Dân sự ấy ạ? Thế phòng dân sự ở đâu hả chị? Anh đi ra cửa, rẽ bên tay phải, cách khoảng 4 mét, rẽ bên tay phải tiếp. Và sau đó nhìn thấy phòng dân sự ở phía bên tay phải. Cái lời chỉ nó quen này. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Phải. Cái hành lang này quen đấy nhỉ. Đây, rẽ phải. Cái gì đây, dừng lại. Ôi giời ơi, sao lại như thế này? Còn thay đổi hình tượng nữa, rụa tung nữa hết bây giờ. Thế bây giờ chị như thế nào đây? Tại sao chị lại làm như thế này? Mà thôi, chị không cần phải giải thích gì cả. Toàn bộ những lời chị nói sau đây sẽ là bằng chứng chống lại chị trước tòa. Chị nói đi. Anh xin lỗi ạ. Thật ra anh đến đúng lúc vào giờ trưa ngày nghỉ. Thế nên là các anh chị đã đi nghỉ trưa hết rồi. Còn lại mình em thực tập ở đây ạ. Rồi. Chị là thực tập à? Ôi trời ơi, thế mà từ nãy giờ nó diễn gì mà sâu thế? Thế bây giờ em phải làm như nào đây? Khai báo cho ai? Đây là phòng dân sự rồi, anh không cần phải đi đâu khai báo cho ai. Anh cứ khai báo cho em là được ạ. Xin anh cho biết họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, hộ khẩu thường trú và nơi công tác, địa chỉ, công tác hiện tại. Đã không đánh răng, không uống nước, không rửa mặt, không súc miệng, kiêng hết tất cả mọi thứ liên quan đến nước rồi. Nhưng riêng về khoản này thì nhịn được nữa, phải xả thôi. Chịu rồi. Không thử cái khác nữa. Chịu hẳn luôn. Thế anh lấy cái bơm cao áp chứ. Ok, lấy bơm cao áp đây. Nhìn xem áp nó đủ chưa? Đúng rồi. Em chưa sao.
Ông cũng bị ai lấy cái gì tọng vào mồm mà. Bà làm với nó bao nhiêu năm rồi cũng không hiểu ý gì cả. Với kinh nghiệm 3 năm nuôi chó thì tôi biết là nó đang bị tổn thương. Gì, thế có đúng không? Mà làm sao ông tổn thương bằng tôi? Tôi bị nó lừa hết tiền thế này. Cái chuyện ngày càng ghê nhở. Mà có khi mình chơi thân với tử thần mà không biết ấy. Cái gì? Anh nói gì đấy? Anh chửi em á? Nó bảo em mặt như lưỡi cầy ấy. Thế nào ra được có gặp chuyện. Lại thêm cả anh nữa. Sao mồm anh không bị cọng nốt đi nhở? Văn phòng 5 plus cho nhận hàng chuyển phát nhanh này. Nhanh đấy. Em ra đi. Em nhỉ? Ừ, em chứ còn ai. Ra đi, nhanh lên. Ơ, sao ông nói gì, nói gì? Ôi, đại ca ơi, cái gì nghe cứ sóng sánh, sóng sánh ấy. Sóng sánh? Nước? Nước? Đi rồi. Gì nhỉ? Mà có ai gửi nhỉ? Ui em ơi, sao em không sợ à? Có gì mà sợ anh? Quà biết của ai gửi đâu mà em cầm lên thì đúng rồi đấy. Thì quà thì quà, nhưng mà không biết là cái gì nhỉ? Ui em ơi, đừng có lăng mạnh, coi chừng bom phân đấy. Bom phân là bom phân như thế nào? Ai tặng quà tặng quà bẩn thế, mà hộp đẹp phết chứ. Không tin à? Tin đưa đây em mở cho. Ui, sao nước hoa của ai tặng? Thông thế. Bạn ơi, chúng ta có đối xử hơi quá với Yến Chi không? Xin lỗi em, thật lòng anh không muốn như thế. Này, có muốn nói gì không? Yến Chi. Hả? Yến Chi ơi là Yến Chi. Thế là em ô ấy rồi. Ui giời, thế cũng nói. Ôi, cái gì đây? Ôi, điện thoại. Ôi. Ôi, mất điện rồi. Hả? Gì? Ôi, sao bây giờ? Hả? Không có sóng à? Ôi, sao bây giờ? Kêu lên. Có ai không?